Xin chào các bạn, video này thì mình sẽ giới thiệu cho bạn về bài thi TOEFL IBT hay là chứng chỉ TOEFL IBT. Đối với chứng chỉ này thì chỉ áp dụng cho những ai là tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ. Cái thứ hai là đây là chứng chỉ để xếp loại tiếng Anh của các học viên từ trình độ trung cấp cho đến cao cấp, chứ cơ bản ở đây chứng chỉ này không phù hợp, nó chỉ từ trung cấp cho đến cao cấp thôi, đây là loại bậc cao. Và thứ hai nữa là đối với chứng chỉ này thì áp dụng cho rất nhiều các trường đại học, cao đẳng hay là học viện vân vân để là đầu ra của sinh viên. Hay đối với sinh viên thi chứng chỉ này để nhằm mục đích là đi ra du học, đi ra nước ngoài du học. Và có rất nhiều các tổ chức hay là các doanh nghiệp thì sử dụng chứng chỉ TOEFL này để thứ nhất là nâng lương, nâng hạng này, hay là chúng ta có thể chuyển ngạch. Hay chúng ta có thể là thăng chức vân vân. Hoặc bây giờ thì chứng chỉ này cũng là rất áp dụng cho đầu ra của cao học hay là các bậc giáo sư. Thì đối tượng mà dự thi TOEFL IBT thì ở đây thì cũng rất là rõ ràng rồi, đúng không nhỉ? Những người sử dụng tiếng Anh như là một ngoại ngữ. Rồi, hay đấy đánh giá trình độ tiếng Anh cho bản của bản thân. Thì đối với cấu trúc của một bài thi TOEFL IBT thì gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần nghe hiểu là thi đầu tiên. Phần này thì thời lượng là 35 phút và số câu hỏi là 50. Thang điểm từ 31 cho đến 68. Phần thứ hai là phần cấu trúc. Thời lượng là 25 phút, số câu là 40 và thang điểm cũng là 31 cho đến 68. Phần 3 là số thời lượng thi cao nhất là 55 phút, số câu hỏi là 50 câu và số thang điểm là từ 31 cho đến 68 điểm. Thì đối với cách tính kết quả một bài thi TOEFL như sau. Đây là cách tính. Cách tính thì người ta sử dụng sau đối với kết quả phần nghe, phần đọc, phần cấu trúc cộng lại rồi sau đó là chia 3 rồi sau đó nhân 10. Ví dụ là chúng ta được phần nghe được 14 câu thì chúng ta được 37 điểm. Đối với phần ngữ pháp chúng ta được 29 câu, chúng ta được 53 điểm. Phần đọc chúng ta được 25 câu và chúng ta được 44 điểm. Chúng ta tính điểm thì chúng ta sẽ được 446,7. Đấy, cộng lại chia 3 nhân 10. Đây chính là một trong những cái bảng quy đổi điểm gọi là tham khảo rồi. Thì mình sẽ đi qua lướt qua về cấu trúc của một bài thi TOEFL. Thì đối với phần thứ nhất là phần nghe, listening comprehension. Thì đối với phần này thì chúng ta gồm có 50 câu và được chia thành hai phần. Phần thứ nhất là cuộc hội thoại giữa hai người, người A và người B. Thì câu hỏi thường là ngụ ý của người B là gì? Thì chúng ta gồm có 30 câu từ câu 1 cho đến câu 30. Đây, từ câu 1 đến câu 30 đến đây. Đối với từ câu 1 cho đến câu 50 thì đây là một cuộc hội thoại dài. Đó, hay là người ta sẽ đọc một đoạn văn yêu cầu chúng ta tìm các thông tin ở đoạn văn đó thì từ câu 31 cho đến câu 30, 20 câu sau. Đó, gồm có hai phần. Cái thứ hai là phần cấu trúc thi thứ hai. Đối với thi thứ hai phần cấu trúc này thì chúng ta cũng gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần điền vào chỗ trống. Thì chúng ta có một câu rồi sau đó thì chúng ta có khuyết một chỗ trống, vì thế nên anh chị phải là tìm cái đáp án thích hợp để chúng ta điền vào chỗ trống. Từ câu 1 cho đến câu 15. Câu 1 cho đến câu 15 đây. Còn câu còn lại thì nó là từ câu 16 cho đến câu 50. Câu 40, sorry các bạn. Thì đây là câu điền lỗi sai. Tổng số là 25 câu. Thì có 4 đáp án A, B, C, D. A, B, C, D. Thì chúng ta phải tìm được lỗi sai. Tìm được lỗi sai. Sẽ có 4 đáp án đúng. Đúng ở đây là đúng về mặt ngữ pháp. Còn sai ở đây là sai về mặt ngữ pháp. Chúng ta phải tìm về sai về mặt ngữ pháp. Tiếp theo phần cuối cùng cũng là phần rất là khó khăn cho các bạn anh chị. Tại vì đây chúng ta cần vốn từ rất là lớn. Nó là phần phần đọc. Ở phần đọc thì chúng ta sẽ gồm có 5 đoạn văn, 5 đoạn văn. Đây, 5 đoạn văn
Đây là đoạn thứ nhất. Và đây là đoạn thứ hai. Đó, từ câu 11 cho đến câu 22. Và đây là đoạn văn thứ ba, từ câu 23 cho đến câu 33. Đây đoạn 4 đến đây. Và đây là đoạn 5, từ câu 44 cho đến câu 50. Thì đối với mỗi đoạn thì chúng ta có tầm khoảng độ 8 đến 13 câu. Và tổng số câu ở đối với phần đọc đó là 50 câu. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ có 5 phần, chúng ta có sẽ 5 phần. 5 đoạn văn. Yêu cầu chúng ta phải trả lời được các câu hỏi. Thì video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là chiến lược làm từng phần như nào. Bây giờ chúng ta thử xem với mục tiêu là từ 450 trở lên thì chúng ta cần đạt tối thiểu là bao nhiêu câu. Thì đây chính là một cái bảng tính điểm rồi thì các bạn có thể tham khảo. Thì hiện tại thì mình preset cho các bạn là phần nghe hiểu chúng ta phải tối thiểu được 15 câu, phần ngữ pháp là được 27 câu và phần đọc là chúng ta phải được là 24 câu. Nhưng đây thì chúng ta, đối với người Việt Nam thì đối với phần nghe hiểu thì nó hơi kém một chút. Thì chúng ta có thể là sử dụng cái chiến thuật là tăng cái phần ngữ pháp và phần đọc hiểu lên. Ở đây thì ngữ pháp thì chúng ta dễ dàng, chúng ta có thể là được trên 30 điểm. Nếu mà chúng ta cứ học đủ, học chắc thì chúng ta dễ dàng được trên 30 câu. Thì chúng ta sẽ được 54. Đấy. Đọc hiểu nếu mà một bạn nào mà chăm chỉ học từ vựng thì cũng các bạn dễ dàng được trên 30 câu, mình đảm bảo cho các bạn như thế. Như thế thì các bạn thấy là 30-30 này, 30 trên 50 câu phần đọc hiểu, 30 trên 40 câu phần ngữ pháp thì các bạn được 477 rồi. Nếu mà các bạn nào chịu khó nhiều ấy thì tăng cái phần đọc hiểu lên khoảng độ 35 câu thì chúng ta thử xem bao nhiêu nhé. Nào, chúng ta sẽ được 490 điểm, 490 điểm. Và bạn nào cũng là chăm chỉ một chút ấy, thì chúng ta khoảng ngữ pháp, chúng ta khoảng độ 35 câu nữa, 35-40 thì chúng ta cũng được trên 50 câu khi mà chúng ta không phần nghe hiểu cả. Đối với 50 câu phần nghe hiểu này là các bạn random, các bạn cũng được khoảng độ 15 điểm, 15 câu. Đó. Nhưng đối với khóa học này thì mình cũng sẽ giúp các bạn là tăng cường cái khả năng nghe nữa. Vì thế nên đối với phần nghe thì các bạn cũng có thể là lên độ khoảng độ, thôi cứ cho là 19 đi, 19. Thì độ 520. Đó, nếu các bạn nào cao hơn thì các bạn thấy là có thể là 25 thì 530 đúng không? 530. Rồi nếu bạn nào tốt hơn thì 30 đi thì chúng ta thì 543. Đó, đây là cách tính điểm. Thì mục tiêu của chúng ta là 450. Cái này chúng ta set up là 15 này. Cái này chúng ta set up là 27. Cái này chúng ta set up lần trước là bao nhiêu? 25 đúng không? Rồi. Sơ lược qua như này thì các bạn cũng đã hình dung, mường tượng qua đối với cấu trúc hay là bài thi TOEFL IPT rồi. Thì mình rất là muốn là chúng ta cũng sẽ là đồng hành từ đầu cho đến cuối và rất là mong cái sự tương tác rất là cao của bạn. Khi các bạn tương tác cao thì cái sự hiệu quả của bạn sẽ là rất là tốt. Xin chào các bạn.